trường trung học phổ thông A Hải Hậu, trên quê hương văn hóa anh hùng, tự hào thầy gương học sinh Nguyễn Ngọc Kỳ, đôi chân diệu kỳ được Bác Hồ khen. Vươn lên tầm cao mới, hai tốt thầy cho cùng quyết tâm, để mai sau chung tay xây dựng nước, xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Trường trung học phổ thông A Hải Hậu, trên quê hương văn hóa anh hùng, tự hào thầy gương học sinh Nguyễn Ngọc Kỳ, đôi chân diệu kỳ được Bác Hồ khen. Vươn lên tầm cao mới, hai tốt thầy cho cùng quyết tâm, để mai sau chung tay xây dựng nước, xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Trường trung học phổ thông A Hải Hậu, trên quê hương văn hóa anh hùng, tự hào thầy gương học sinh Nguyễn Ngọc Kỳ, đôi chân diệu kỳ được Bác Hồ khen. Vươn lên tầm cao mới, hai tốt thầy cho cùng quyết tâm, để mai sau chung tay xây dựng nước, xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Trường trung học phổ thông A Hải Hậu, trên quê hương văn hóa anh hùng, tự hào thầy gương học sinh Nguyễn Ngọc Kỳ, đôi chân diệu kỳ được Bác Hồ khen. Vươn lên tầm cao mới, hai tốt thầy cho cùng quyết tâm, để mai sau chung tay xây dựng nước, xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu yêu thương. Xứng danh mai trường trung học phổ thông A Hải Hậu.